Xin chào các bạn, hôm nay Thảo Linh sẽ cung cấp cho các bạn một số kinh nghiệm trong việc kiểm tra một chiếc iPhone AirLock hiện đang được bán tại Mac Mobile với giá rất rẻ, chỉ từ 4.350.000 đồng mà thôi. Như đã biết, iPhone SE là chiếc điện thoại màn hình 4 inch mới nhất hiện nay của Apple với tư cách là thiết bị đầu tiên được công ty Mỹ thử nghiệm xuống phân khúc cận cao cấp. Nhưng iPhone SE đã thực sự làm được nhiều điều hơn thế. Dù rằng tại thị trường Việt Nam, chiếc điện thoại này không được thành công cho lắm do cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm iPhone 5S để lại. Tuy nhiên, đến hiện tại thì thời thế đã chuẩn bị thay đổi và những chiếc iPhone SE mới thực sự xứng đáng trở thành thiết bị đáng sở hữu nhất hiện tại, nhờ hiệu năng tuyệt vời cùng mức giá rất phải chăng. Vậy thì lựa chọn một chiếc AirLock như thế nào là chuẩn nhất và ưng ý nhất? Hãy để Mac Channel tư vấn giúp các bạn ngay sau đây. Đầu tiên là kiểm tra hình thức của bên ngoài máy. Với cơ bản thì iPhone SE Lock hiện nay thường là hàng qua sử dụng nên bình thức bên ngoài sẽ rất quan trọng. iPhone SE sử dụng thiết kế nguyên khối cùng chất liệu kim loại nhôm tạo cảm giác sang trọng. Do vậy, bạn cần kiểm tra kỹ xem các góc cạnh máy có bị xước, dập vênh hay là nứt hay không. Nếu có, chứng tỏ chiếc iPhone của bạn có thể đã từng bị va đập mạnh hoặc tệ hơn là bị rơi. Dù không ảnh hưởng nhiều đến vỏ kim loại bên ngoài, nhưng độ ổn định của linh kiện bên trong thì không thể biết trước được. Tiếp theo là kiểm tra các phím bấm vật lý. Bạn nên bấm thử nhiều lần để kiểm tra độ nảy, độ đàn hồi của nút, nhất là nút home và nút nguồn là hai nút được sử dụng nhiều nhất. Sau đó kiểm tra kết nối cổng sạc, kết nối lightning, xem có bị bong chóc hay có dấu hiệu mòn hay không. Thường thì nhiều bạn mua iPhone SE không hay để ý đến việc kiểm tra cổng lightning. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn nên chú ý tất cả các chi tiết này bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sử dụng sau này của các bạn. Thứ hai là kiểm tra chất lượng linh kiện chính của máy. Kiểm tra màn hình, cảm ứng, cảm biến ánh sáng. Tiếp theo sẽ là phần kiểm tra màn hình và chất lượng cảm ứng của máy. Về phần màn hình thì bạn đưa máy vào vùng tối và nhìn qua các góc màn hình xem có bị hở sáng hay không. Về phần cảm ứng thì bạn kiểm tra bằng cách ấn và giữ một icon bất kỳ và di chuyển nó khắp màn hình để xem có bị khựng hoặc là rơi icon ở chỗ nào hay không. Nếu có thì chứng tỏ cảm ứng của máy đã gặp vấn đề. Bạn nên đi làm lại bước này nhiều lần để có được kết luận chắc chắn nhất. Còn về phần cảm biến ánh sáng thì bạn gọi thử một cuộc rồi áp lên mặt xem màn hình có tự tắt hay không, rồi lại bỏ điện thoại ra xem màn hình có sáng trở lại hay không. Nếu có thì chứng tỏ cảm biến ánh sáng vẫn hoạt động tốt. Nữa là kiểm tra camera. iPhone dù không có camera rồi như người anh em 6S, nhưng về cơ bản thì nó vẫn sẽ khá dễ xước. Do đó việc kiểm tra xem cụm camera có bị xước hay không cũng nói lên việc chủ sở hữu trước đây của nó giữ gìn máy đến đâu. Để kiểm tra chất lượng camera thì bạn bật ứng dụng camera gốc của máy và chụp thử một vài tấm ảnh xem máy có lưu ảnh nhanh bắt nét hay không. Nếu không phát hiện ra chi tiết bất thường như ảnh bị mờ hay là ám màu là được. Bên cạnh đó thì bạn cũng sẽ phải kiểm tra loa ngoài. Bạn bật thử một bài hát ở mức âm lượng cao nhất xem có bị rè không. Kiểm tra luôn cả giắc tai nghe bằng cách cắm thử một tai nghe bất kỳ xem máy có nhận hay không. Và tiếp nữa là kiểm tra khai SIM. Bạn thử kiểm tra xem khai SIM của máy có khít với máy hay không, có dấu hiệu bị ăn mòn hay xước sát gì không. Nếu có thì có khả năng chiếc iPhone của bạn đã từng bị nước xâm nhập và bạn nên hỏi rõ người bán về vấn đề này. Lắp SIM vào xem máy có nhận không và hiện lên bao nhiêu vạch sóng. Và một điều không thể thiếu đó là kiểm tra cảm biến vân tay. Bạn sử dụng vân tay của bạn để cài mật khẩu cho máy, kiểm tra ở bước bắt đầu thiết lập vân tay xem cảm biến nhận bình thường hay yêu cầu xác nhận lại nhiều lần nhưng vẫn chưa xong. Sau đó sử dụng chính vân tay đó để đăng nhập lại vào máy xem cảm biến có nhận ra ngay hay không, hay phải thử đi thử lại nhiều lần. Nếu phải thử lại nhiều lần thì cảm biến vân tay trên iPhone đã sắp hỏng, bạn nên hỏi kỹ người bán về vấn đề này nhé. Tiếp theo là kiểm tra pin. Kiểm tra pin bằng cách sử dụng máy liên tục một thời gian xem lượng pin bị sụt xuống là bao nhiêu phần trăm, rồi so sánh với một bài kiểm tra pin đã được đánh giá từ trước trên mạng xem có được như vậy hay không. Tuy nhiên thì đối với các máy cũ được người dùng mua từ lúc bắt đầu phát hành, tức là thời gian sử dụng đã rất lâu rồi, lên tới vài năm thì hiển nhiên việc pin có bị chai hơn một chút cũng là điều bình thường. Hoặc nếu người bán cho phép bảo hành thì bạn có thể sử dụng tính năng chẩn đoán trên iPhone và nhận được kết quả pin vào ngày hôm sau để biết được tình trạng pin của thiết bị. Và cuối cùng là kiểm tra giấy tờ bảo hành và phụ kiện kèm theo. Sau khi em iPhone SE vẫn sống được với bạn qua tất cả các bước kiểm tra trên thì chúng ta sẽ đi đến bước cuối cùng để chắc chắn rằng bạn sẽ được hỗ trợ nếu gặp vấn đề với máy trong quá trình sử dụng sau này. Tốt nhất là bạn hãy chắc chắn rằng chiếc iPhone SE cũ của bạn nhận được vẫn còn bảo hành để ít ra lúc đang dùng bình thường em nó lại giở trứng thì còn có chỗ để ăn vạ được. Bên cạnh đó cũng cần lưu ý tới phụ kiện sạc cáp kèm theo máy bởi những sạc cáp kém chất lượng sẽ bị chặn, không thể sạc được hoặc kết nối được với thiết bị máy tính. Trên đây là 3 bước cơ bản Thảo Linh gợi ý cho các bạn trong việc chọn mua một chiếc iPhone SE Lock cũ. Nếu bạn cảm thấy thích video này thì hãy nhấn subscribe và nhanh chân qua Mac Mobile để lựa chọn cho mình một chiếc máy ưng ý nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.
の出身で、昨年は台湾で働き始め、台湾で働き始め。